Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbait Channel. Ở thời điểm hiện nay, khi mà thông tin về những chiếc iPhone 13 series mới sắp được Apple cho ra mắt vẫn đang là chủ đề rất hot, vẫn đang được rất nhiều người quan tâm, thì đã có một vài thông tin về những chiếc iPhone được ra mắt vào năm 2022 mà mình sẽ tạm gọi là iPhone 14 được rò rỉ ra ngoài. Vậy thì những thông tin này là gì và cũng như là sẽ có những cái gì thú vị thì mình sẽ chia sẻ với các bạn trong video này. Và nếu như các bạn đang quan tâm tới những sản phẩm của nhà Apple thì có thể tìm hiểu tại Clickbait thông qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Và cái thông tin đầu tiên mà thông tin này mình nghĩ có thể là mọi người cũng đã nghe ở đâu đó rồi, đó chính là chiếc iPhone 13 mini sẽ là chiếc iPhone mini cuối cùng của nhà Apple, và lên tới phiên bản iPhone 14 thì nó sẽ được thay thế bằng iPhone 14 Max. Và nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là bởi vì những chiếc iPhone 12 mini bây giờ đang có doanh số là rất thấp trên toàn cầu, rất ít người chọn mua chiếc iPhone 12 mini này. Và nếu như hiện tượng này còn xuất hiện cho những chiếc iPhone 13 mini thì có thể cái việc mà iPhone 13 mini sẽ là chiếc iPhone mini cuối cùng là điều rất có thể sẽ xảy ra. Và tiếp theo thì mới đây mình cũng có đọc được một cái thông tin, đó chính là Apple được cấp bằng sáng chế cho ống kính tiềm vọng mới trên iPhone, và mình nghĩ là dự kiến nó sẽ được trang bị cho những chiếc iPhone 14 vào năm 2022. Ống kính zoom yêu cầu một khoảng cách nhất định giữa các thành phần phía sau và phía trước. Hệ số thu phóng càng cao thì khoảng cách đó càng dài cho các khẩu độ. Những ống kính này thường được gọi là ống kính dài trên máy ảnh truyền thống. Đây là một vấn đề nan giải trên smartphone vì chúng không đủ độ dày để đáp ứng độ dài tiêu cự cần thiết. Ống kính tiềm vọng giải quyết vấn đề này bằng cách định hướng ống kính theo chiều dọc trong vỏ điện thoại và sử dụng lăng kính hoặc gương để bể cong ánh sáng 90 độ. Và nói nôm na thì ống kính tiềm vọng sẽ là một nâng cấp của ống kính tele zoom hiện nay, và chúng ta có thể chờ đợi là chúng ta sẽ có một ống kính zoom quang học 10x trong tương lai. Và theo những cái thông tin mà mình tìm hiểu được thì có thể cho những chiếc iPhone 14 thì cái phần tai thỏ sẽ được làm nhỏ đi, và chúng ta còn sẽ được tích hợp Touch ID ở trong màn hình, nghĩa là chúng ta vừa sẽ có Face ID vừa sẽ có Touch ID, rất là tiện lợi. Và nếu điều này có thật thì mình sẽ rất mong đợi những chiếc iPhone 14. Và các bạn hãy thử nghĩ đi, ví dụ mình đang đi ngoài đường, đang lái xe máy và đang để khẩu trang, mà chúng ta cần mở điện thoại lên, chúng ta không thể lúc nào cũng phải kéo khẩu trang xuống và mở Face ID, khá là bất tiện. Khi mà có thêm Touch ID thì chúng ta hoàn toàn có thể mở được Touch ID hoàn toàn bình thường và mở chiếc điện thoại lên, ví dụ là xem tin nhắn, xem có ai nhắn tin hay là xem cuộc gọi vân vân, rất là tiện lợi. Và tiếp theo mình cũng thấy là có những cái tin đồn khác về màn hình cho những chiếc iPhone năm 2022. Đó là những chiếc iPhone 14 năm 2022 sẽ có màn hình đục lỗ chứ không phải màn hình tai thỏ như hiện nay nữa. Và cụ thể thì một tài khoản Instagram tên là The Apple Hub mới đây đã đăng tải một thông tin cho rằng là iPhone năm 2022 sẽ sở hữu màn hình đục lỗ thay vì màn hình tai thỏ như là những iPhone đời trước. Và mình nghĩ cái tin đồn này cũng có căn cứ và cũng có thể trở thành sự thật, bởi vì là Apple đã sử dụng cái thiết kế tai thỏ này trong vòng 4 năm, và mình nghĩ là tới năm 2022 thì có thể Apple sẽ phải thay đổi về cái thiết kế theo một cái chu kỳ là 5 năm thay đổi thiết kế một lần của Apple. Và mình đã thấy là có rất nhiều cái luồng ý kiến xoay quanh cái thông tin này. Có người nói là nếu Apple sử dụng cái thiết kế đục lỗ thì sẽ không khác gì những chiếc điện thoại Android cả. Còn có người thì lại đồng tình với cái thiết kế này, bởi vì họ thấy là cái tai thỏ khá chiếm diện tích cũng như là nó sẽ bị khuyết một phần trên màn hình. Trong khi đó thì cái thiết kế đục lỗ nó sẽ khiến cho các bạn có một không gian hiển thị thoải mái hơn, những cái trải nghiệm màn hình là tốt hơn. Còn các bạn nghĩ sao về những cái thông tin này? Hãy để lại comment ý kiến cá nhân của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Clickbait. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.